Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh âm nhạc của trường âm nhạc Adam Music. Mình là Bảo Anh và hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn thêm một kỹ thuật thanh nhạc nữa mà có rất nhiều bạn quan tâm gửi các thông tin về cho Adam. Thì đó là kỹ thuật relay nhiều nốt nhạc. Và xung quanh kỹ thuật này sẽ có những thuật ngữ liên quan tới nó mà có rất nhiều người cũng đang thắc mắc và chưa hiểu rõ về các thuật ngữ. Nào chúng ta cùng tìm hiểu nha. Vậy kỹ thuật lý lái nhiều nốt nhạc là gì? Kỹ thuật lý lái nhiều nốt nhạc là việc hát lặp đi lặp lại nhanh các nốt nhạc hoặc thậm chí là cực kỳ nhanh nhằm tạo ấn tượng cho người nghe, thay vì chúng ta hát thẳng những nốt đó ra trong cùng một giai điệu của bài hát. Mình sẽ lấy ví dụ hát ngẫu hứng một cái phần giai điệu của câu I love you cho các bạn thử nha. I love you là mình đang hát thẳng câu hát đó ra. Và các bạn cùng so sánh với cái câu hát thứ hai nếu mà mình sử dụng kỹ thuật lý lái nha. I love you là câu thứ hai của mình đang hát lý lái. Và các bạn nếu như mà chúng ta để ý thì có phải là cái câu thứ hai nó sẽ đặc biệt và gây ấn tượng hơn không? Đó, đó chính là mục đích sử dụng kỹ thuật lý lái nhiều nốt nhạc. Chắc hẳn có nhiều bạn vẫn lầm rằng là kỹ thuật lý lái là kỹ thuật thanh nhạc hiện đại chỉ mới xuất phát vào mới đây thôi, nhưng thực sự không phải. Kỹ thuật lý lái nhiều nốt nhạc là kỹ thuật xuất phát từ rất là sớm ở những cái dòng nhạc cổ điển, ví dụ như là opera. Mà nếu chúng ta đọc những cái tài liệu về các kỹ thuật hát thanh nhạc cổ điển thì chúng ta sẽ thấy kỹ thuật lý lái nhiều nốt nhạc sẽ được gọi trong cổ điển với thuật ngữ là melisma. Như mình đã nói thì melisma là một thuật ngữ dùng trong thanh nhạc cổ điển và thường sẽ thấy ở trong cái dòng nhạc là opera. Chính vì melisma nằm trong trường phái hát thanh nhạc cổ điển nên là vì vậy mà cách feel của nó sẽ không phải là feel ngẫu hứng hay là improvising như chúng ta hay thường thấy, mà sẽ là hát feel các nốt nhạc, nốt nào ra nốt đó và nốt nào thì nằm trong ô nhạc nào sẽ được quy định sẵn. Theo Wikipedia định nghĩa về melisma thì cứ mỗi nốt nhạc vang lên nó sẽ gắn với một âm tiết của từ. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về thuật ngữ này, chúng ta có thể lên Google search về melisma và bấm vào phần hình ảnh sẽ xuất hiện các cái hình ảnh về tổng phổ quy định các cái nốt nhạc, các cái âm tiết tương ứng sẽ feel như thế nào. Trải qua thời gian thì ở dòng nhạc hiện đại người ta không còn gọi kỹ thuật luyến lấy với thuật ngữ là melisma nữa, mà sẽ gọi nó với một thuật ngữ khác, đó là thuật ngữ riff run. Riff run thì cũng tương tự như melisma, thường sử dụng trong các cái dòng nhạc của người da màu. Ví dụ như dòng nhạc soul, blue jazz, chúng ta sẽ thường hay rất thấy những ca sĩ hát nhạc soul hoặc blue jazz feel riff run và improvising với riff run rất là nhiều. Riff run là thuật ngữ dùng để chỉ về kỹ thuật luyến lấy nhiều nốt nhạc ở thanh nhạc hiện đại, nhưng mà ít ai biết rằng khi mặc dù là được gộp lại với nhau là thành một một cụm là riff và run, là dùng để chỉ về kỹ thuật luyến lấy, nhưng mà ít ai biết được rằng riff và run có một cái sự khác biệt nhau hơi một chút. Đối với riff thì riff sẽ là cái việc mà hát lặp đi lặp lại các nốt nhạc trên một cái nguyên âm và thường thường là sẽ lặp đi một mẫu theo một mẫu giai điệu, mà cái từ tiếng Anh mà chúng ta hay gọi là melody pattern. Thì các bạn có thể search cái cụm melody pattern để có thể tìm hiểu thêm. Riff sẽ là một kiểu hát lặp đi lặp lại các nốt nhạc theo một cái đoạn giai điệu mà từ tiếng Anh chúng ta hay gọi đó là melody pattern. Riff sẽ hát trên một cái âm tiết của cả từ và thường sẽ là nguyên âm. Ví dụ trong bài hát Vision of Love của Mariah Carey, như là có một cái đoạn phiêu cuối. Đó, là cái chữ O là mình đang luyến bằng riff. Thì mình đang vừa lặp đi lặp lại một cái đoạn giai điệu cũng như là lặp đi lặp lại một cái âm tiết là nguyên âm O. Đó là riff. Còn đối với run, run thì cũng tương tự như riff, nhưng mà cái việc sử dụng run sẽ kéo thời dài thời gian hơn. Và run sẽ sử dụng để feel trên một cái hợp âm hoặc là dùng dựa vào một cái scale giai điệu nào đó để đổ nốt lên hoặc xuống, tạo ấn tượng mạnh cho người nghe. Các bạn có thể nghe những cái đoạn run của các ca sĩ như là Beyoncé hoặc là Xtina. Các ca sĩ này sử dụng cái kỹ thuật run rất là nhiều, đổ nốt lên xuống rất là nhiều.
Mục đích của run sẽ là sử dụng dùng để tô điểm các câu hát. Mục đích của run là dùng để tô điểm và feel cho câu hát được nổi bật và ấn tượng hơn ở trong bài hát. Thì ví dụ mình sẽ hát thử một đoạn run để cho các bạn dễ hình dung ha. Đó là mình vừa đổ một câu run lên xuống, up down, có phải là nó rất là gây ấn tượng khi mà nếu như đặt cái câu hát này ở trong bài hát hay không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video clip và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy thú vị khi coi hết video clip này. Nếu như các bạn vẫn còn nhiều thắc mắc cũng như là chưa hiểu hết những cái thuật ngữ về kỹ thuật lên lái, các bạn có thể comment ở bên dưới và mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.